Anh Sang Kham, cho em độ vài phút được không? Tôi nói đi. Mấy cái cụ này cụ ấy, không biết là mấy cụ này cụ ấy nhắn tin mà cụ ấy trêu em cái kiểu gì, không biết có thật hay không. Bảo là có người mà đọc nhiều sách nói thao thao bất tuyệt, chưa thấy có 100 điều đúng nhưng mà có một điều sai thì người ta gõ vào thì đã không trả lời được rồi. Bên ải nghĩ thế nào về câu nói của Mạnh Tử đọc nhiều sách mà tin hết lý thuyết trong sách ấy, thà không đọc sách còn hơn. Đấy, cũng nhắn như thế. Thì cái việc này thì không không thì là ông Mạnh Tử ông ấy nói đúng. Thì bên ải cũng không biết là cái câu này là của ông Mạnh Tử hay nói thật hay không, bởi vì bên ải đâu có phải môn sinh của Cửa Khổng Sơn Trình đâu mà biết. Nhưng mà bảo đọc sách mà nhiều ấy mà tin tất cả vào lý thuyết trên sách vở ấy thì thà không đọc sách còn hơn, thế là đúng đấy, nó là đúng cái vô vô cùng đấy. Thì thông thường chúng ta ấy, gặp rất là nhiều người, thậm chí phải nói là sâu sách mọt sách, nói cái gì ra một cái động chạm đến bất cứ một cái vấn đề gì một cái, bởi vì đã gặp cái dạng mọt sách rồi mà, thì là tất cả những cái lý thuyết, cái tri thức người ta đã tiếp thu được ở cái sách vở trên cơ sở lý thuyết ấy, người ta đem ra người ta nói ào, người ta kiến giải các vấn đề rất là chặt chẽ, rất là khoa học đấy, rất là chặt chẽ, rất là khoa học, nhưng mà người ta lại có thiếu một cái gì đó rất là thực tiễn đấy. Bên ải nói thật sự với các cụ các mợ à, mấy cụ là như thế, chứ không phải là bây giờ cũng có cái hàm ý và đưa đến ai đấy ấy, thì bên ải không cần biết, nhưng mà bây giờ bên ải nó trả lời thẳng thắn là như thế. Thì rất là nhiều anh đọc sách, đọc các lý thuyết kiến tạo về xã hội, rồi là các triết gia phương Đông, triết gia phương Tây, và nói chung lên có người thì bệnh thì nói nhiều, nhưng mà cũng có người nó có một cái năng lực cao hơn một tí nữa, người ta phải gọi là cái loại phù thủy ngôn ngữ ấy, biến những cái lý thuyết hết sức là hàn lâm xa lạ mà thành những cái món ăn hết sức dễ chịu một cách dễ hiểu nhất ấy. Thì cái điều này trong xã hội của mình nó không thiếu đâu đấy. Thế thì là hàng ngày đọc sách ấy, thì người ta sẽ thu thập được không ít cái lượng tri thức trước bất cứ một cái vấn đề nào đó, như tham ô tham nhũng, rồi là như tổ chức này tổ chức khác, chính trị kinh tế văn hóa xã hội, người ta đọc và người ta phân tích rành mạch ở đâu, ở trên cơ sở mà có một cái phương pháp luận nhìn cũng rất là khoa học, trên cơ sở những lý thuyết rất là tốt và xác đáng, anh ta đọc được rồi, không biết có ngấm được không, nhưng mà anh ta đọc được rồi và anh ta biết vận dụng vào cái chỗ đấy và anh ta tin là đúng. Thì trước hết là mình phải khẳng định là đọc sách là một cái là một cái con đường để có được học vấn một cách chính xác nhất, văn minh nhất và đúng nhất đấy. Bởi vì nó kiến giải được các hiện tượng xã hội dựa trên nền tảng lý thuyết của các môn lý thuyết của các bộ môn khoa học, đã gọi là khoa học thì mình không phủ nhận được, bởi vì đã dựa trên các lý thuyết của các bộ môn khoa học về xã hội này ấy, thì người ta có cái sự kiến giải sâu sắc hơn so với cái mình cảm nhận, và cái mình cảm nhận hàng ngày, và cái vốn sống của mình có thể cảm nhận được cái vấn đề đấy, nhưng mình kiến giải lại không bài bản được bằng người ta đấy. Thì cho nên là có thể nói là những cái người mà có học tương đối một tí ấy, nhìn nhận vào một cái vấn đề nào đó người ta cũng kiến giải được, nhưng mà gì, dựa trên cơ sở là gì, màu sắc chủ quan cảm tính. Cái sự khác biệt này ấy, thì Đúng. Thôi nằm đó đi. rất là đầy Tao đủ không nữa. Tao đấy. không giữ vị trí của tao. Thế thì nhưng mà còn chính vì cái chỗ này người ta mới dẫn đến một cái chỗ là mọt sách thì thường thường là lý thuyết suông, mà từ lý thuyết đến thực hành là một cái khoảng cách cả rất là xa, xa ơi là xa ấy. Thì mọi vấn đề đặt ra đều bị cái người đọc sách nhiều này bị tuyệt đối hóa cái lý thuyết của họ đi. Họ đã nói cái gì là đấy là chân lý. Thế thì thành thử ra là khi một người nghe nghe một lần hai lần thì thấy nó là đúng, nhưng nghe lần thứ ba thứ tư nghe mãi rồi lại thấy có những cái gì cái lỗ hổng rất là lớn,
có lỗ hổng rất là lớn, cho nên người ta muốn nói đến, người ta góp ý đến, thì thật khi người ta đã góp ý đến ấy, thì bản thân anh ta đã đọc nhiều sách lắm rồi, lý thuyết của anh ta vững lắm rồi, anh ta thành thử ra xảy ra một cái điều là ai không theo nghĩ theo cái hướng tuyệt đối hóa của anh ta, của cái con người gọi là mọt sách này ấy. Đấy. Mà nói đúng là không theo cái hướng lý thuyết mà của anh ta tuyệt đối hóa ấy, thì anh ta kể cả một dấu hiệu nhỏ thôi đều bị anh ta bác bỏ hết. Bởi vì anh ta nói ra là anh ta tuyệt đối hóa rồi. Thậm chí bác bỏ một cách thẳng tay và tàn nhẫn không cần biết. Đấy. Thế thì rõ ràng ở đây là có một cái vấn đề đặt ra là suy cho cùng đọc sách để làm cái gì? Đọc sách để có kiến thức, có tri thức thì ai cũng sẽ trả lời như thế thôi. Nhưng mà liệu có nên tin hết, tin ngay, tin tuyệt đối vào những cái tri thức, kiến thức có trong sách hay không? Bảo không tin thì không đúng. Bởi vì nó tất cả những cái tư tưởng lớn được đúc rút ra người ta đều lưu giữ vào trong sách. Nó có ý nghĩa nhất định của nó. Tất cả những cái nhà tư tưởng, nhà triết học lớn người ta đều có cái quá trình tổng kết đúc rút suy, người ta suy ngẫm, thậm chí có người ta có những cái sự phát hiện những cái kiến giải về những cái vấn đề xã hội nó vượt khỏi cả cái thời đại, đúng không, gọi là đi trước thời đại mình đang sinh sống ấy. Đấy, bây giờ ví dụ như là cái triết học Marx Lê chẳng hạn, thì rõ ràng đây là cái bộ môn triết học về khoa học xã hội này, triết học tổng hợp này, nó và sự kiến giải về cái sự phát triển của quy luật phát triển của tự nhiên, của xã hội và vị trí của con người trong cái xã hội đó được ông ấy giải thích hết sức khoa học và tìm ra một cái điểm hở, không có, ít điểm hở lắm. Đấy. Thế nhưng mà không phải là tất cả những cái điều gì mà người ta viết ra, người ta nói ra đều mình để đi áp dụng một cách dập khuôn máy móc ở thời điểm này hay ở thời điểm kia, thì thành thử nó sẽ có một cái độ vênh nhất định. Thành ra như nãy cụ có nói đến, bảo là đọc sách nhiều mà lý thuyết chuông rồi nói ba hoa, đến khi mà người ta động chạm đến cái một cái vấn đề lý thuyết nhỏ nó không kiến giải nổi. Vậy biên ải nghĩ cái gì về cái câu chuyện mà Mạnh Tử nói là đọc sách mà tin hết vào sách thì thà đừng đọc còn hơn? Thì biên ải nghĩ là những cái câu chuyện, cái câu này không biết là có phải của Mạnh Tử nói ra hay không, nhắc lại một lần nữa là như thế, nhưng biên ải nghĩ là câu nói này của Mạnh Tử là đúng, nếu như là đúng là câu nói của Mạnh Tử hoặc là bất cứ của một người nào. Tôi xin phép anh Trang Cam, em lại dọ mõm đây. Rồi, cảm ơn ông biên ải, ông giải thích cái câu chuyện như là nó là đương nhiên. Nó đương nhiên bởi vì sao? Sách, văn tức là người. Người thì có người thấy lọ, người thấy chai. Thế mà đọc mà tin hết thì tin cả kẻ xấu với người tốt thì thành dở hơi, có cái gì đâu mà. Đơn giản, cái chuyện ấy giải thích thì nó... Cái vấn đề cơ bản nhất này, đọc cái sách của ai? Và đọc của người ta không phải là một tác phẩm, mà nên đọc vài tác phẩm thì mới thấy được cái ý đồ của cái tác giả tác phẩm thì nó là như thế nào.